El Clasico sẽ là ở La Liga vào cuối tuần này, khi Barcelona tiếp đón đối thủ chuyển kiếp Real Madrid vào tối thứ Bảy tại Estadio Olimpico. Hai đội đều duy trì được phong độ ấn tượng giai đoạn gần đây và cuộc so tài sắp tới rất đáng được chờ đợi. Barcelona bước vào trận đấu này sau chiến thắng 2-1 trước Shakhtar Donetsk ở Champions League nhờ các bàn thắng của Ferran Torres và Ferman Lopez. Kết quả là đội bóng của Xavi vẫn bất bại mùa này, có được 10 chiến thắng và 3 trận hòa trên mọi đấu trường. Tại La Liga, Barcelona đã giành được 7 chiến thắng và 3 trận hòa để theo kịp Real Madrid và Girona, ghi 22 bàn trong khi chỉ để thủng lưới 10 bàn. Sau khi Girona có thắng lợi ở trận đấu sớm và leo lên đỉnh bảng, hiện Barcelona đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3. Họ kém đối thủ này 4 điểm và đá ít hơn một trận, trong khi thua Real Madrid đúng 1 điểm. Gã khổng lồ xứ Catalan đã có chiến thắng 1-0 trước Athletic Bilbao ở lượt trận gần nhất tại La Liga. Khi bạn nhìn vào bức tranh lớn hơn, Barcelona chỉ thua 7 trong 50 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thắng 8 trận trước đó trên sân nhà. Barcelona sẽ vượt qua Madrid trên bảng xếp hạng với một chiến thắng. Đoàn quân của Xavi Hernandez là đội duy nhất chưa thua trận nào tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Barcelona đã thắng 4 trong 5 trận Clasicos gần nhất, đã thắng 8 trận gần nhất trên sân nhà. Barcelona đã giành chiến thắng ở 2 trong 3 trận đấu gần đây nhất trước Real Madrid, bao gồm chiến thắng 2-1 trên sân nhà ở mùa giải trước. Trên mọi đấu trường, đội bóng xứ Catalan đã thắng 4 trong 6 lần gặp Real Madrid gần đây nhất. Real Madrid cũng đã nếm mùi chiến thắng tại Champions League vào giữa tuần, giành chiến thắng 2-1 trước Braga nhờ các bàn thắng của Rodrigo và Jude Bellingham. Như vậy Bellingham đã chơi rất ấn tượng trong mùa giải này khi ghi 11 bàn sau 12 lần ra sân đầu tiên cho câu lạc bộ mới. Mặc dù Los Blancos đã bị Sevilla cầm hòa 1-1 vào cuối tuần trước, nhưng họ vẫn đứng trên Barcelona sau khi thắng 8 trong 10 trận ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha mùa này. Real Madrid tự hào có thành tích phòng ngự tốt nhất ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha tính đến thời điểm hiện tại với chỉ 7 lần để lọt lưới. Real Madrid đã bất bại cả 6 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường, hòa 1 và thắng 5. Trong 21 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Real Madrid đã có tới 18 trận bất bại. Khi Barcelona và Real Madrid gặp nhau lần cuối vào tháng 4, Los Blancos đã giành chiến thắng đậm 4-0 ở Copa del Rey. Trong khi chiến thắng sân khách gần nhất của họ trước đội bóng xứ Catalan ở giải vô địch quốc Tây Ban Nha là vào tháng 10 năm 2021. Thể thao 5.1 dự đoán đây sẽ là một trận đấu cởi mở với ít nhất 3 bàn thắng. Chúc các anh em may mắn!